Viêm gan xảy ra khi các tế bào mô gan bị viêm và tổn thương, làm suy giảm chức năng gan và nặng hơn có thể dẫn đến ung thư gan. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra viêm gan như virus, sử dụng thuốc, rượu bia, nấm, gan nhiễm mỡ, bệnh lý di truyền hoặc thói quen sống không lành mạnh. Vì vậy, việc nhận biết sớm các biểu hiện cảnh báo là vô cùng quan trọng. Viêm gan cấp tính là khi bệnh chỉ kéo dài dưới 6 tháng, còn khi bệnh kéo dài trên 6 tháng được xếp vào viêm gan mạn tính. Hiện nay có 5 loại viêm gan do virus gây ra, đó là viêm gan A, B, C, D và E. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh viêm gan do virus là nguyên nhân thứ 7 gây tử vong trên toàn cầu. Hai loại virus viêm gan A và viêm gan E được truyền qua đường tiêu hóa. Các loại virus viêm gan còn lại được truyền qua đường máu. Tất cả các siêu vi này đều gây nên bệnh viêm gan cấp tính. Ngoài ra, siêu vi viêm gan B, C và D còn diễn tiến thành viêm gan mạn tính và đưa đến các biến chứng nguy hiểm như xơ gan, suy gan và ung thư gan. Hiện nay mới chỉ có vaccine ngừa virus viêm gan A và viêm gan B. Nguyên nhân tiếp theo dẫn đến viêm gan là do sử dụng rượu bia hoặc thuốc. Đây là tình trạng viêm và hoại tử tế bào gan với các triệu chứng như chán ăn, buồn nôn, đau bụng, sốt, vàng da, thỉnh thoảng có rối loạn tâm thần. Ngoài ra, viêm gan có thể xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể tự tấn công gan, hay còn được gọi là tình trạng viêm gan tự miễn. Mặc dù nguyên nhân của bệnh viêm gan tự miễn không hoàn toàn rõ ràng, nhưng người ta nhận thấy rằng một số bệnh, chất độc và các loại thuốc có thể gây ra viêm gan tự miễn ở những người nhạy cảm, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, tình trạng này rất hiếm gặp. Sau đây là một số biểu hiện của bệnh viêm gan. 1. Vàng mắt, vàng da là biểu hiện rõ ràng nhất khi gặp phải các vấn đề về gan. Nguyên nhân là do bilirubin, chất thải có màu vàng được sinh ra từ mật và thông thường sẽ được xử lý tại gan. Viêm gan sẽ khiến bilirubin tích tụ trong máu. Chất này rò rỉ vào các mô như da và mắt khiến chúng chuyển thành màu vàng. 2. Xuất hiện các vết bầm tím dưới da. Khi gan bị tổn thương, lượng protein tạo ra sẽ không đủ để tham gia vào quá trình đông máu. Do đó, da dễ bị bầm tím và chảy máu hơn bình thường. 3. Biểu hiện nước tiểu sẫm màu, có màu nâu, cam đậm hoặc hổ phách. Tình trạng này xuất hiện do có lượng bilirubin dư thừa. 4. Biểu hiện mẩn ngứa, xảy ra do độc tố mà gan không thể thanh lọc được. 5. Xuất hiện đau vùng hạ sườn phải. Cơn đau có thể nhói, nhưng thường là cảm giác tức nặng, xuất hiện rồi biến mất. 6. Biểu hiện mệt mỏi kéo dài. 7. Xuất hiện dấu sao mạch trên da, giống như một mạng lưới các tiểu động mạch nhỏ xuất hiện dưới bề mặt da. Nếu dấu sao xuất hiện ở nửa trên của ngực, tay, cổ và mặt, đó có thể là dấu hiệu của bệnh gan. Tuy nhiên, những biểu hiện trên chỉ xảy ra khoảng 25% trường hợp và thường xuất hiện ở giai đoạn muộn. Ở giai đoạn đầu, viêm gan thường có những triệu chứng không đặc trưng và dễ nhầm lẫn với các bệnh lý khác như mệt mỏi, suy nhược, ăn uống kém, rối loạn tiêu hóa. Ngoài ra, người bệnh viêm gan có thể có các biểu hiện như bụng căng trướng, sốt vừa hoặc sốt nhẹ.